Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Hyundai Sonata đời 2008 đến 2013. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là sản phẩm của công ty Halon Hàn Quốc. Và với cái kích thước của cái dòng sản phẩm này, nó sẽ là chiều dài của nó 73,5, chiều ngang của nó sẽ là 35,5. Và cái mã sản phẩm của nó thì sẽ là 97606-3L180 đây, của công ty Halon Hàn Quốc. Đây chính là cái hai cái đầu ra của cái dàn nóng, một đường cao và một đường phin. Đây anh em cùng nhìn, với cái đời đời này là nó sẽ là đời phin liền ạ. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đó. Đây là phía mặt trước của sản phẩm nhé. Xem. Đây là phía mặt sau ạ. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn nóng của xe Hyundai Sonata. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Sinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.